Từ cõi chết trở về, đại gia Trần Sơn khiến Dương Tình cực sốc khi công khai gia tài khổng lồ. Hóa ra trong suốt thời gian qua, Trần Sơn đã tích góp được nhiều tài sản như thế này đây. Nổi danh khắp châu lục với cái tên đại gia xấu xí nhất thế giới, Trần Sơn sinh năm 1993 ở Quảng Đông, Trung Quốc, luôn khiến nhiều chàng trai ghen tị khi công khai hẹn hò cùng rất nhiều chân dài. Thậm chí có những khi vị đại gia này còn chụp ảnh ôm hôn 2 đến 3 cô gái cùng một lúc. Sở hữu ngoại hình kém sắc, nhưng Trần Sơn luôn có nhiều cô gái tình nguyện vây quanh. Thoạt đầu, Trần Sơn được biết đến là con của một vị đại gia, nhưng không may mắc bệnh thiếu máu địa Trung Hải, nên gương mặt mới biến dạng như vậy. Tin đồn còn cho biết gia đình của Trần Sơn có một tập đoàn cực lớn với 10 triệu nhân viên chuyên lĩnh vực bất động sản. Gia thế khủng chính là lý do rõ ràng nhất, lý giải vì sao dù ngoại hình kém sắc, nhưng những cô nàng xinh đẹp vẫn luôn cặp kè cùng Trần Sơn. Thế nhưng, Trần Sơn đích thực mắc căn bệnh hiếm gặp, tuy nhiên gia thế của anh chàng vẫn còn là một ẩn số. Không ai dám chắc Trần Sơn có thực sự là một đại gia hay chỉ là một nhân vật lợi dụng mạng xã hội để nổi tiếng. Chỉ có điều mỗi lần đăng tải clip, Trần Sơn lại khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng trước những món đồ giá trị, khi thì điện thoại iPhone đời mới nhất, lúc lại là siêu xe đắt tiền. Ngoài việc cặp kè gái xinh, Trần Sơn còn khiến nhiều thanh niên ghen tị với khối gia sản kích thù. Phải chăng Trần Sơn đã thực sự trở thành đại gia rồi? Hiện tại vẫn chưa thống kê được Trần Sơn sở hữu bao nhiêu món đồ giá trị vì tần suất đăng tải video quá nhiều, nhưng có thể khẳng định rằng số tiền đại gia xấu xí nhất quả đất kiếm được từ mạng xã hội chắc chắn không hề nhỏ. Dẫu vậy, ngoài tiền bo cho các cô gái xinh đẹp, mua hàng hiệu, Trần Sơn chắc chắn cũng mất một khoản khá lớn để điều trị căn bệnh của mình. Hình ảnh Trần Sơn thoi thóp trên giường bệnh từng khiến dân mạng dậy sóng, nhưng sau đó Trần Sơn đã quay trở lại và lột xác thành soái ca. Đây quả là một sự bất ngờ cực lớn với cư dân mạng. Trần Sơn đã thực sự từ cõi chết trở về.